Xin chào quý anh chị nhé, tôi là Tính, tôi đang tác tại Mitsubishi Trường Chinh Sài Gòn. Bên em về thêm một con xe qua sử dụng nữa, dòng Eco nha, dòng số tự động mạng thấp nhất, màu xám bạc. Đời rất là cao nha, đời 2022, đi 47.000 cây, biển số Đồng Nai, biển số trắng nha anh chị. Và xe này bên em đang rao bán mức giá là 555 triệu, còn bớt lọc lá nữa còn hỗ trợ cho anh chị. Và giá này bao rút hồ sơ nha, anh chị quan tâm ghé coi bên em để xem xe à. Xe đã có mặt tại Mitsubishi Trường Chinh. Anh chị xem, cái này là do trời mưa chị, là nó lên xét liền à. Xe này nó có bị những cái vết trầy nhẹ nhẹ thì tụi em đang xử lý lại nè anh chị. Đây. Nhẹ thôi, mấy cái vết gọi là va quẹt thôi anh chị, thì tụi em sẽ tút lại, đang trong quá trình tút lại. Tất cả xe bên em thì đều có quy trình kiểm tra 160 hạng mục, sẽ được kiểm tra lần lượt từng hạng mục, sẽ có chứng từ lưu lại hết và có chữ ký của kỹ thuật viên. Anh chị có thể ghé qua bên em sẽ show ra cái chứng từ đấy cho anh chị tham khảo. Và đồng thời luôn là bên em sẽ thay lọc thay nhớt hết cho anh chị nha. Nên anh chị mua về là xài thôi, chúng ta không cần phải làm những cái thứ gì nữa cả. Và xe này nó ghế nỉ nè, anh chị có bỏ giúp em 5 triệu rưỡi nữa là em làm cho anh chị bộ cái da rất là đẹp luôn. Xe em để thô như thế này nha anh chị, chỗ này nó bị móp nhẹ đây nè anh chị, đây móp nhẹ chỗ này thôi. Đây. Bị móp nhẹ thôi anh chị nhìn trên video nhiều khi không thấy luôn đấy, thì bây giờ em đang xử lý lại. Và xe này là 555 triệu, đời 2022 nha anh chị, đi 47.000 cây. Xe có hỗ trợ vay ngân hàng nha. Anh chị trả trước giúp em tầm khoảng xe này trả trước tầm khoảng hơn 200 chút xíu lấy được xe rồi anh chị, còn lại bên em hỗ trợ ngân hàng cho anh chị ha. Cái dòng Eco này là nhập Indo nha anh chị, thì có dòng số sàn á thì nó là dòng lắp ráp. Đây 47.000, màn hình cam lùi có sẵn, số tự động. Xe bên em thì tất cả nó đều để thô để mộc như này, cho nên là đôi khi anh chị nhìn thấy cái xe nó không được lung linh á. Nhưng mà cái cách bán hàng của bên em là cái để thô như vậy đấy. Rồi khi anh chị đến xem cái xe với tình trạng nguyên bản như vậy, anh chị muốn tụi em tút chỗ nào, làm cái gì đó thì bên em sẽ làm lại cho anh chị, đến khi giao xe thì nó sẽ đẹp. Đây, 555 triệu anh chị ha. Cho con Xpander Eco nhập Indo 2022 đi 47.000, biển số trắng nha. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.